Vương cô em minh sư Trần Đồng Vương Vách Thành á. Trần Đạo có lên kệ kinh không vậy quý vị? Nay giờ Trần Đạo kệ kinh chưa Trần Đạo? Alo, Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết ở Trần Đạo kệ kinh chưa quý vị? Thầy Nhục Quỳnh nãy giờ không coi trước máy nên không biết. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có kệ kinh không? Để ta trả bài không Trần Đạo? Alo, Trần Đạo có trả bài không? Không có trả bài, Nhục Quỳnh khóa sổ rồi nghe. Dạ, vậy bận rồi hả? Dạ. Vậy Nhục Quỳnh một lần nữa kính cảm ơn quý vị đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được đại đức để nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phật ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lập giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn quên con xin sám hối đại đức về nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học câu pháp cú kinh sổ 359. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Đính Sư ạ. Trước khi vào thời pháp, chúng con xin nghiêm tình thân cầu ý để đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang avivadhemi Svakhato phagavata thammo thammang namassami Suvatipanno phagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy mới được giác ngộ, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành nơi dòng nghiệp lực của mình. Và nhất là thành tổ các ba la mật chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo
Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, nhất là đại đức Pháp Tính vừa mới tái sanh ở cảnh giới mới, mong cho giác linh của vị ấy tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an vui tiến hóa. Và kính chi phước lành này đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này được an lạc nơi cảnh giới của mình. Và nhất là kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, quý cô tu nữ, mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế, tứ thánh đạo trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Ngày hôm nay quý vị có hiểu gì về cái thấy không, đối tượng thị giác không? Ngày hôm nay quý vị có hiểu gì về cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm không? Hay lại để chúng qua đi? Nếu chúng ta cứ để những cái thực tại này qua đi thì chúng ta giảng dạy dự pháp của Đức Phật có lợi ích gì? Có đem đến cái gì tốt đẹp không? Có phải là chúng ta cái thấy làm cho chúng ta buồn rầu không? Có phải cái nghe làm cho chúng ta khổ đau hay không? Có phải chú cái thấy cái nghe làm cho chúng ta phiền não hay không? Nếu chúng ta không có nghe âm thanh rằng báo là Đức Pháp Tính chết, chúng ta có buồn hay không? Tất cả những cái thứ này chúng đánh lừa chúng ta suốt cả ngày, và chúng ta luôn quên đi thực tại trong đời sống. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta học thật nhiều kinh điển của Đức Phật, và chúng ta nói về Niết Bàn, nói về thiền định, nhưng những cái là thực trong hiện giờ không ai hiểu, không ai để ý chúng cả. Đó là một thiếu sót vô cùng tai hại trong chánh pháp của Đức Phật. Ngày nào chúng ta không hiểu về cái thấy cái nghe thì làm sao chúng ta hiểu được giới, được quẩn, được xứ, được ngũ quẩn, được danh, được sắc? Làm sao mà chúng ta ly tham được? Chắc chắn là không thể. Không thể. Con chó, con mèo chúng cũng nghe suốt cả ngày, cũng ngửi, cũng nếm đó. Nhưng mà chúng không được nghe pháp, chúng không được hiểu, chúng không được ai nhắc về những thực tại này đâu. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật. Ngài phải mất 4 A Tăng Kỳ để hiểu về cái thấy, cái nghe trong cuộc sống. Là quẩn, là xứ, là giới, là đế, là vô thường, là khổ. Và chúng ta luôn bỏ quên chúng. Chúng ta coi những cái thứ này rất bình thường. Thì làm sao mà chúng ta giác ngộ được? Vậy thì hãy luôn luôn nhớ rằng ngày mai thức dậy cũng chẳng có cái gì thức dậy đâu, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, là tham sân si. Nếu bây giờ không có cái hiểu biết, không được nghe, thì tâm nó không nhớ về những cái khoảnh khắc thực tại đó, thì cũng lại chìm vào trong vô minh như bao nhiêu kiếp khác, từ khi sanh ra cho đến khi chết đi. Cũng chỉ sống trong vô minh và chết đi trong vô minh mà thôi. Mà vô minh về cái gì? Về những cái là thực trong đời sống hàng ngày. Cái thấy không phải là tôi, không phải là tôi thấy. Cái nghe không phải là tôi nghe. Âm thanh không phải là một con người, không phải là một ai cả. Màu không phải là một ai đó. Cái thấy nó chưa từng gặp một con người nào. Cái nghe cũng chưa nghe một con người nào cả. Cái mà được gọi là con người này người kia thì chỉ có khoảnh khắc suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì không nhất thiết là nó suy nghĩ về con người. Nó suy nghĩ về nhiều thứ nữa. Mà tất cả những thứ đó nó đều phải dựa trên tứ đại. Và suy nghĩ thì nó suy nghĩ đủ thứ. Và cái thấy cái nghe thì nó không có tham, không có sân, không có si.
Như vậy thì suy nghĩ cũng không có tham, không có sân, không có si, nhưng mà nó có thể có si đi theo, có tham đi theo, có sân đi theo, có thiện đi theo, có chi kiến chánh trực đi theo. Như vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng pháp đang ở trên sáu căn môn của chúng ta. Chúng đang thể hiện khi chúng xuất hiện một pháp nào đó thì chúng phải thể hiện cái chức năng, nhiệm vụ của chúng, và chúng diệt đi chứ không có ai làm gì ở trên đó cả. Cái nghe chỉ làm việc nghe, cái thấy chỉ làm việc thấy, cái ngửi làm việc ngửi. Các pháp chúng rất là độc lập, chúng không thuộc về ai cả. Đó là cái tinh thần vô ngã mà chúng ta cần phải nắm rất rõ về từng thực tại trong đời sống. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào bài pháp số 59. Tinna dosa nikhetta ni iccha dosa ayang paccha tatma hi quý gatiche su din năng hô tí mahaphat năng. Nghĩa việc được ngài dịch là các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại, chúng sanh này có sự thèm muốn là điều tai hại, chính vì điều ấy vật đã được bố thí đến những người có sự thèm muốn đã được xa lìa là có quả báo lớn. Cái từ tán lý đô sa lý khết tán lý chỉ cho các ruộng vườn khết tá khết tạc có cỏ dại là các cái điều tai hại. Tí ná tức là cỏ dại, đô sa lý chỉ cho cái sân hận. Như vậy tâm của chúng ta mà khi mà có tham sân si á, nó sanh khởi mà chúng ta không có được hiểu biết, không có chánh niệm tỉnh giác, thì chúng sẽ kết hợp với các cái lậu hoặc, và chúng bám chấp vào những cái cảnh mà chúng ta chấp vào những cái tướng hình ở bên ngoài đó, nó cứ ám ảnh đó, thì nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại. Iccha dosa ayang paccha là chúng sanh này có sự thèm muốn là điều tai hại. Thèm muốn gì? Chúng sanh thì thèm muốn đủ thứ hết, thèm muốn dục này, muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh này, muốn đẹp này, muốn tiền nhiều, muốn nhà cửa ruộng vườn, muốn con cái đông, muốn có kiếp sau, muốn có nhà lầu xe hơi, muốn sanh về chư thiên, muốn sanh về phạm thiên, muốn chứng đắc đạo quả này kia. Tất cả những thứ đó đều là sự thèm muốn hết. Iccha dosa, iccha cộng với dosa là một cái nhóm từ lữ thánh. Câu kệ này chia theo chủ cách: sự thèm muốn là điều tai hại, thèm muốn là điều tai hại. Iccha là cái căn ích, là một cái danh từ lữ thánh chỉ cho cái sự thèm muốn, thèm muốn, thèm khát. Tát ma hí quý gáp tích chê su đinh năng hô tí mà hợp thâm năng. Cái từ quý gáp tích chê su vừa nó còn một cái hợp từ tiếp đồng ngữ là quý cộng với gáp tá cộng với ích chá, là một cái nhóm từ nam tánh. Ở đây câu kệ này chia theo định sở cách số nhiều. Đến ở những người không còn có sự thèm muốn đã được xa lìa. Thèm muốn ở đây cũng chỉ cho cái vị ly khắc ái, ly tham đối với các dục. Quý gáp tá, cái căn găm cộng với tá, tiếp đầu ngữ nào quý. Cái này là quá khứ phân từ, là đã được xa lìa, đã được xa lìa, đã được xa lìa các dục, đã được xa lìa các dục, hay đã được xa lìa sân hận, đã được xa lìa si mê, đã được xa lìa tham ác. Tiếp đầu ngữ quý là chỉ cho cái sự khởi, nhấn mạnh sự khởi, hay là chỉ cho cái sự nhấn mạnh.
Còn cái căn găm là gắt chết tí đó, là gắt tá đó. Gắt tá nó được chia theo quá khứ phân từ, cái động từ nguyên mẫu của nó là gắt chết tí, là đi. Icha, Icha, căn ít là một cái danh từ lữ tánh chỉ cho cái sự thèm muốn, chỉ cho cái sự thèm muốn. Đó là những cái từ mà chỉ cho cái bài kệ này. Còn cái từ đinh năng và từ hô tí thì chúng ta đã học qua cái bài hôm qua này. Ở đây ngài dịch là cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Đó là cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cái bài kệ này được Đức Phật thuyết tới ba cái câu kệ liền một lúc để chỉ cho bốn câu kệ, là câu kệ 56, 57, 58 và 59. Để chỉ cho những cái gốc của phiền não là tham, sân, si và các dục ở đời. Tham sân si và các dục ở đời. Câu 56 là có làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lìa si, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người lìa dục, do vậy được quả lớn. Và câu kệ này thì được Đức Phật thuyết ra khi mà một vị thiên tử Indaka, ngài cúng dường đến đại đức Anuruddha một cái phần cơm mà người ta đã cho mình khi trưởng lão đi trì bình khất thực. Và cái quả dị thục của cái thiện nghiệp đó tạo cho thiên tử Indaka có được một cái uy lực to lớn, làm cho cái phước của ngài thù thắng hơn cái sự bố thí của thiên tử Anuruddha. Và vị ấy đã xây cái lò cả 12 do tuần để bố thí hết 10.000 năm. Do đó mà thiên tử Indaka đã bạch trình với Đức Phật rằng Yechanat Pasuta Thira, vì con cúng dường thời có Phật Pháp đến bậc đáng cúng dường. Và bậc đạo sư ngài dạy rằng, này thiên tử Anuruddha, Ankura, sự tuyển thí là việc tốt, sự thí của Indaka có quả phước dồi dào, giống như gieo hạt giống xuống một cái ruộng tốt do người không làm. Như vậy nên ngươi không có cái quả báo dồi dào. Rồi Đức Thế Tôn nói lên cái ý nghĩa như sau: người nên chọn chỗ bố thí có quả báo dồi dào, do sự chọn lựa nên đã được quả báo dồi dào, đã được đấng thiện thệ tán dương. Sự thí đến bậc đáng thọ lắm ở đời này là có quả báo dồi dào, giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt vậy.
Và ở đây thì trong chú giải, ngài giải cái từ là tí ná đô san ý, là cái nghĩa là sự thật, là các cái loại có như là cỏ rơm, cỏ như là cỏ rơm vân vân, khi xâm trưởng thì sẽ làm hại cái ruộng của những cái loài cây giống đã được săn trước, hay là làm hại đến những cái loại cây giống sẽ được săn lên. Và như thế thì đồng ruộng ấy sẽ không được săn tươi. Cũng như thế, khi tham ái săn khởi trong tâm của chúng sanh thường làm hại chúng. Do đó sự bố thí đến người còn nhiều tham ái, bố thí ấy không có quả lớn. Sự bố thí đến bậc vô lậu là sự thí có phước báo cao thượng. Vì thế bậc đạo sư dạy rằng ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có tham ái là độc hại. Chính vì thế, sự thí đến người đã xa lìa tham ái, bố thí ấy mới có quả báo cao thượng. Những câu còn lại thì cũng được hiểu như vậy. Và ngài cẩm đề là: thiên tử tuy rằng tạo phước nhiều, nhưng khi gặp quả chẳng bao nhiêu. Vì tâm không xả sân si dục, lại chẳng gặp người thánh đức siêu. Bố thí để mà diệt tánh tham, diệt luôn sân hận với si lầm, không mong lợi lạc trong tam giới, có thể mới vào đến Phật tâm. Dứt tích thiên tử anh cú đó. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, con đã đọc lại cái tích truyện để cho tất cả dung đều được nghe. Và chúng ta biết rằng là có ba cái gốc là tham, sân, si. Như vậy quả thì nó chỗ thì nó cũng đã chỗ rồi, nghiệp đã tạo thì cũng đã tạo rồi. Và cái khổ thì nó luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Nhưng khổ một lỗi là chúng ta không có đối diện được với phiền não. Mỗi khi phiền não tới thì bản năng và bản ngã luôn luôn che đậy và vô minh, phủ kín cả một bầu trời. Chúng ta bảo vệ những quan điểm, bảo vệ những quyến thuộc, bảo vệ những vị thầy, và bảo vệ chính cái tôi của mình, mà không hiểu được phiền não chỉ là phiền não. Như vậy, ngày nào còn phiền não là ngày đó còn khổ đau. Như vậy thì chúng ta biết cái quả khổ thì nó không có đáng gì với cái khổ của phiền não cả. Phiền não thì nó luôn luôn dằn vặt cái tâm trí của chúng ta. Nhưng mà nó hình thành ra những cái câu chuyện, ra những cái thứ chẳng đâu vào đâu cả. Và chúng ta có để ý không, khi mà phiền não sân khởi thì khi mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng chẳng có đâu vào đâu hết.
Chúng ta có để ý rằng là chúng ta toàn buồn phiền những cái chuyện gì đâu không ạ? À? Một ngày nào đó khi mà chúng ta hiểu rằng ôi, suốt cả một hành trình sanh tử chỉ buồn phiền với những cái màu sắc, những cái âm thanh, vui thú cũng vậy, chỉ buồn phiền với lại những cái mùi, những cái vị, những cái cứng, cái mềm này thì có đáng không? À, thì có đáng không? Và chúng ta cho những cái thứ này là một cái gì đó rất là giá trị trong cuộc sống. Mà cuộc sống là gì? Cuộc sống là cực kỳ ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến nỗi mà chúng không hình thành được cái gì cả. Ví dụ như cái thấy chẳng hạn. Chúng chỉ thấy rồi cái đối tượng thị giác và chúng biến mất liền. Chúng cũng không biết được cái đối tượng thị giác đó là đàn ông, đàn bà, hay là cái xô, cái lồi, cái son, cái chậu được. Nếu mà cái thấy mà nó thấy liền một lúc như vậy thì nó không cần có cái nghe, không cần có cái ngửi, không cần có cái nếm, không cần có cái xúc chạm. Và nó rất vô thường. Và ngay kể cả bây giờ đây chúng cái thấy nó cũng đang có mặt. Nhưng mà nó không có mặt liên tục đâu. À. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái thấy này nó hiện hữu hoài. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không biết được những cái khoảnh khắc suy nghĩ, khoảnh khắc nghe âm thanh là cái thấy nó vắng mặt. Mặc dù các cái căn mắt này nó vẫn sanh, các cái sắc pháp do nghiệp nó vẫn sanh. Và chúng ta dường như là chúng ta thấy suốt cả ngày, nhưng có chuyện đó. Và trong cái thấy thì nó có một cái con người nào không? Nó có một cái ai ở trong cái thấy hay không? Không thể có được. Bởi vì cái thấy trước, nó chỉ gặp cái đối tượng thị giác trước đó duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi một lần. Và nó gặp bởi đúng cái duyên của nó và diệt mất hoàn toàn, không bao giờ sanh trở lại. Và quý vị nhìn, quý vị tưởng đây là cô Ái Minh, đây là cô Bà Đỏ, đây là chú Quách Thanh Á. Nhưng đó là một suy nghĩ, chứ không có một ai ở đây hết. Bởi vì đối tượng thị giác không thể biết nói, biết cười, không thể là con người này hay con người kia được. Mà đối tượng thị giác chắc chắn nó phải có một cái tứ đại nào đó. Đi cùng. Nhưng mà tứ đại thì không phải là đối tượng của cái thấy được. Như vậy cái cuộc đời của mình, cái thấy sanh khởi suốt cả một cuộc đời. Nó sanh từ sáng đến chiều, nó diệt đi như vậy, cái nghe là diệt đi như vậy. Có ai khóc cho nó không? Có ai hiểu nó không? Hay là chúng ta chỉ khóc những cái gì mà chúng ta tiếc thương, nhớ về người đó làm cho tôi hạnh phúc, người đó làm cho tôi thương mơ.
Thế còn đối tượng thị giác ghét thì sao? Nhưng mà không một đối tượng thị giác nào ghét hai cái. Ghét hay không đều do duyên xúc. Nếu mà không có xúc, ba pháp này không sanh khởi. Mà không có xúc thì thọ không sanh khởi. Thọ không sanh khởi thì ái không sanh khởi. Ái không sanh khởi thì thủ, hữu, sanh già, đau chết không bao giờ sanh khởi. Và đó chính là dục đó. À, nếu chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác thì cũng không hiểu được xúc, nhãn xúc là như nào, nhãn thọ là như nào, ái ở nhãn là như thế nào, sáu ái là như thế nào. Ái của mắt là nó khác với ái của tai, của mũi, của lưỡi, của ý. Chúng ta có cần phải làm một cái gì đó để hiểu giáo pháp của Đức Phật ngoài cái sự nghe đúng và như lý tác ý không? Và chúng ta tu tập, chúng ta chỉ muốn làm một cái gì đó để đắc đạo. Đó là ông chủ tham đã có mặt trình hình ở đó rồi, và tà kiến đã có mặt rồi. Thế còn về khoảnh khắc này thì sao? Nếu chúng ta bỏ cái hiện thực này thì chúng ta có xứng đáng là con của Đức Phật không? Chắc chắn là không thể. Nếu bởi vì pháp nó chỉ sanh trong một thời điểm, cái hiện tại của nó, cái thấy đang có mặt mà chúng ta không có một chút hiểu biết nào, mà chúng ta lại đi tìm cái nó chưa có mặt, thì hiểu biết bằng cách nào? Và làm sao để trí tuệ sanh khởi? Điều đó là không thể có được. Chúng ta có thể nói về Niết Bàn, nói về tính tấn niệm định tuệ rất là dễ trong kinh điển. Nhưng bây giờ chúng ta có chánh niệm không? Bây giờ có chánh niệm không? Và chánh niệm bây giờ là chánh niệm về cái gì? Để cỏ nó không làm hại ruộng vườn. Và thế nào là chánh niệm? Nếu chúng ta không hiểu về các thực tại trong đời sống này, thì chánh niệm của tứ niệm xứ có thể sanh khởi được hay không? Có thể loại bỏ được dục tham không? Không thể có. Nếu như chúng ta chưa nhìn thấy cái đối tượng thị giác đó, thì niệm tham nó có sanh khởi không? Sân nó có sanh khởi không? Cảm giác hoan hỷ nó có sanh khởi không? Và nếu chúng ta chưa nhìn cái đối tượng thị giác đó, chúng ta có chấp thủ không? Có cho đó là của tôi hay là tự ngã của tôi không? Điều đó là không thể. Nhưng khi chúng ta vừa thấy thì chúng ta đã cho là ai đó. Tôi thấy, tôi nghe rồi. Không cần phải đi đâu cả. Pháp nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Bạn cứ mở mắt ra là đối tượng thị giác đã có mặt rồi. Và nếu không có tứ đại thì đối tượng thị giác cũng không có mặt. Mà không có tứ đại thì con mắt cũng không thể có mặt được. Và không có nghiệp thì
đối tượng thị giác cũng không thể in dấu vào con mắt được. Và không có tâm thì cái thấy cũng không thể thấy được đối tượng thị giác. Đó không phải là nhân duyên, đó không phải là giáo pháp của Đức Phật hết sức thiết thực hiện tại hay sao? Thế giới của thức sanh khởi do duyên, thế giới của nhãn thức là khác, của nhĩ thức là khác, của tỷ thức là khác, của thiệt thức là khác. Vì có những người không có thế giới của thiệt thức, có những người không có thế giới của nhĩ thức, có những người không có thế giới của nhãn thức. Nhưng có những người có đủ thế giới của sáu thức. Và thế giới này chỉ có những cái thức này sanh khởi mà thôi. Không thể có bảy thức được. Điều chúng ta có cần phải đi tìm nó ở đâu không? Không thể. Vì chúng có duyên là chúng sanh ra. Không ai làm cho chúng sanh ra được cả. Các pháp chỉ phụ thuộc vào duyên. Đức Phật cũng không thể tạo ra cái thấy, và Ngài cũng không thể chọn lựa được đối tượng thị giác. Chính vì vậy, Ngài dạy giáo pháp là tuyệt đức. Ngài nói đến tất cả pháp hữu vi và vô vi đều là vô ngã hết. Vậy mà chúng ta tu tập thì toàn là tu tập về ngã. Thì làm sao mà chúng ta loại bỏ được các dục? Tham không có duyên cho chúng, chúng không có sanh khởi. Sân không có duyên cho chúng, chúng cũng không thể sanh khởi. Mà chúng đã sanh khởi thì do duyên của chúng chứ. Không có cái tôi, không có ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà tất cả những thực tại đều được một pháp có thể hiểu và xuyên với bản chất của chúng và xuất ly khỏi chúng. Đó chính là chánh tri kiến. Như vậy, người tu giáo pháp của Đức Phật ấy, mà cái chánh tri kiến của chúng ta không được thành ngũ ngay từ buổi ban đầu, nhân không đúng thì quả chắc chắn là không bao giờ đúng được. Và không có tri kiến chánh trực thì không có thể nào thoát khỏi ác ma, tức là phiền não. Không thể chấm dứt được sanh tử luân hồi. Có phải là sau cái thấy cái nghe đa phần chúng ta tích lũy phiền não và vô minh rất là nhiều, đúng không? Từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu không nghe lời Đức Phật dạy đúng pháp, để mà chúng ta chánh niệm trên sáu căn này để biết được pháp duyên sanh, liệu ai có thể ra khỏi sanh tử luân hồi? Giáo pháp của Đức Phật quý báu là ở đây. Và con của Ngài tối thượng là ở chỗ này, khác xa với tất cả mọi phương pháp trên đời này. Là như vậy đó. Pháp duyên sanh nói dễ ư? Không có dễ hiểu chút nào. Và hàng ngày thì chỉ có những cái pháp này nó sanh và diệt thôi.
chúng ta không thể tìm thấy hơn được cả. Và tâm này nó cứ sanh diệt nối tiếp nhau. Do vậy mà chánh niệm rất khó có mặt. Và chúng ta biết cái chánh niệm thì trong tất cả những loại thiện pháp đều có chánh niệm hết. Nhưng mà chánh niệm của bố thí là khác, của giữ giới là khác, của từ tâm là khác. Từ tâm không phải là chúng ta ngồi thiền mà nó có từ tâm đâu, không có chuyện đó đâu. Chúng ta chỉ cần cho đi một cái vật gì đó, hướng tâm là cái tâm từ nó cũng đã lớn mạnh rồi. Nếu mà đúng pháp. Nếu mà tâm từ nó không có trong đời sống hàng ngày, làm sao chúng ta tu tập tâm từ được đây? Không có chuyện đó. Và nếu như trong hàng ngày chúng ta không có thấy được các cái pháp chân đế từng chút một, qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi chúng ta xúc chạm, chúng ta không thấy được, thì chánh niệm về tứ niệm xứ nó có sanh khởi được không? Chúng ta có ngồi đó muôn ngàn kiếp thì nó cũng không bao giờ sanh khởi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực tại đã không được nhắc đến, nên tâm nó không có hướng về. Nó không có hướng về. Chúng ta nhúng vào một tay vào nồi nước sôi. Trong cái khoảnh khắc đó, chúng ta có để ý rằng nó chỉ có cái nóng và cái kinh nghiệm cái nóng nào đó, mà không có cái bàn tay ở đó. Như vậy, lúc đó, cái nước đó, nó không có khái niệm ở đó là nước, phải không? Nó chỉ có tính chất kinh nghiệm cái nóng. Và đó là tứ đại. Mặc dù chúng ta nhúng vào nước, phải không? Chúng ta nhúng vào lạnh cũng vậy. Để chúng ta nhúng vào cái nước lạnh, nhưng mà cái cảm giác của chúng ta là lạnh. Cái tâm mới nhận biết, cái thân thức mới nhận biết, và thân thức mới nhận biết nó chỉ ở cái căn, cái phạm vi vào cái chỗ nhúng đó thôi. Chứ nó không phải là toàn thân. Và tâm thân thức nó chỉ kinh nghiệm cái lạnh này. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm đó, lúc đó chúng ta thấy hoàn toàn không có cái bàn tay nào ở đó, mà cũng không có cái nước thấm dịch nào ở đó. Phải không? Nó chỉ có cái tính độc lập của pháp nó đang kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta hiểu về pháp như vậy đó thì nó mới có tứ niệm xứ. Lúc đó chúng ta mới rõ biết được thân thức là như nào, hay là thiệt thức là như nào, hay là nhãn thức là như nào, nhĩ thức là như nào. Khi mà chúng ta hiểu được sáu thức này, kinh nghiệm với sáu cái đối tượng này, thì sáu cái đối tượng này, năm cái đối tượng này, nó đều nương nhờ vào tứ đại mà nó xâm, phải không? Nên là Đức Phật dạy cái gì? Tứ đại là ma quỷ. Như vậy khi mà Đại Đức Phật tính mất cái thân đó, chúng ta khóc, chúng ta buồn rầu, là chúng ta đang buồn rầu cho tứ đại, cho tử thi đã chết. Chúng ta có cần thiết làm cái việc đó thêm nữa hay không? Chúng ta có cần phải si mê, phải buồn rầu thêm nữa hay không? Hay là chúng ta cần phải thức tỉnh trong đời sống này? Cha chúng ta chết, mẹ chúng ta chết, con cái chúng ta chết. Có thật sự chúng ta buồn rầu tiếc thương người đó, hay là chúng ta tiếc thương cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh mà mình thích, mình yêu,
Còn nếu như cha mẹ của chúng ta ghét bỏ, căm thù chúng ta giận hờn người đó chết, chúng ta có buồn không? Có vui không? Ngoài mặt thì tâm của chúng ta nó đóng một cái vở kịch rất là đẹp, nhưng bên trong của nó thì không như chúng ta nghĩ. Hãy vừa đủ rồi. Trò chơi của chúng đã được bậc đạo sư tối thượng thấy biết ngọn nguồn của chúng rồi. Thế gian này không có người ở đâu. Nếu chúng ta suy xét thật kỹ, chỉ có những tính chất cứng của mềm, của nóng, của lạnh, của thấy nghe ngửi nếm đụng suốt cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời này, đời sau. Không phải kiếp sau chúng ta sanh đâu, mà chỉ có các quẩn xứ giới đế này lại tiếp tục theo duyên của chúng mà hiện khởi. Xấu tốt gì đều do khoảnh khắc này mà chúng ta vô minh hay là minh mà thôi. Và rồi cũng chỉ đi đến một điều duy nhất là nghĩa địa. Khi mà có cái thân này rồi thì đều đi đến sự hủy diệt cả. Đã vô lượng con mắt trong quá khứ đã tan biến bởi sự già, sự bệnh, sự chết. Đã vô lượng cái tai, cái mũi, cái lưỡi, đã vô lượng những cái thân hình gớm ghiếc tởm lợn này. Trong vô lượng rồi, chắc chắn một điều bây giờ quý vị không thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng mà âm thanh vẫn đang có mặt, cái nghe vẫn đang có mặt, tham vẫn đang có mặt, sân vẫn đang có mặt, sự khó chịu cũng vẫn đang có mặt, sự thích thú, sự chăm chú nghe pháp vẫn đang có mặt. Tất cả chúng đều chỉ là pháp để hiểu biết là vô thường, khổ, vô ngã hết. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Chúng ta biết là một người nông phu, ruộng vườn đối với họ là quan trọng nhất. Bởi vì nơi đó là nơi sinh sống. Họ trồng cây trái, họ chăn nuôi, họ cấy lúa để làm ra những cái lương thực để nuôi gia đình. Nhưng mà một người nông phu mà làm biếng, làm nhát, không có chăm chỉ, không có để ý, cái ruộng vườn của mình lâu ngày nó hoang dại, thì những cái loài cỏ rác nó mọc lên. Và những cái cây trồng ở trong đó chúng sẽ chết, bởi vì cỏ dại chúng có một cái sức sống, chúng lan tràn và chúng hút hết các cái chất dinh dưỡng và làm cho che đi những cái ánh nắng này kia, thì những cái cây cối nó làm cho những cái hạt giống của họ làm nó bị hư hoại. Bố thí người ly dục do vậy được quả lớn. Người ly dục thì chúng ta biết là có rất nhiều hạng người ly dục, như là một vị chứng đắc thiền
đang trong khi mà ngài mới xuất thiền, hay là một vị giữ giới hạnh trang nghiêm trong đời sống, có ngài chưa có đắc đạo nhưng mà có chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, rồi các vị thánh Tu Đà Vườn, Tu Đà Hàm, A La Hàm và nhất là A La Hán, các bậc đó có những cái khoảnh khắc ly dục ngắn, ly dục dài, mà có các cái bậc mà ly dục hoàn toàn, kể cả là những người cư sĩ. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng người cư sĩ trong giáo pháp của Đức Phật đắc đạo nhiều hơn chư tỳ kheo rất rất nhiều. Tại sao bố thí người đi dục do vậy được quả lớn? Người ly dục là các ngài có các căn đã được thanh tịnh, tham đã được đoạn diệt, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng, trí tuệ của các ngài thù thắng. Khi các ngài thọ nhận thì tâm vô cùng mát mẻ. Các ngài không có những cái ánh mắt hướng về những cái dục lạc, tiền bạc, các cái tứ vật dụng. Và ngài nhận với cái nội tâm luôn luôn bất động. Ngài thấy cái đó chỉ là nhân quả. Và do các căn thanh tịnh như vậy nên là cái người tính thí, bố thí đó, tâm của họ được mát mẻ, có được cái đức tin trong sạch, thấy rõ được cái bậc xứng đáng cúng dường. Do vậy được quả lớn. Quả lớn ở đây là lớn như thế nào? Quả phước. Một quả lớn ở đây còn là quả vị giải thoát nữa. Thành tựu các ba la mật. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta có cho đi ở cái thế giới này bao nhiêu đi chăng nữa thì cái đó cũng chỉ là tứ đại thôi. Chúng ta cũng chỉ cho cái cứng, cái mềm, cái màu, cái mùi, cái vị. Và chúng ta có cướp đoạt cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là tứ đại thôi. Nên khi các ngài thọ nhận, các ngài biết nó là cái gì, các ngài biết cái tính chất cứng ấy, nó không có giàu, không có nghèo, nó không có đẹp, không có xấu, các ngài biết cái tính chất vị đó, nó không có giàu, không có nghèo, không có đẹp, không có xấu, các ngài không còn bị mê trong cái tướng ảo cũng nữa, mà ngài biết được cái tính chất thật của chúng.
Nên tức ngài không có bị dục tham nó chi phối. Còn kẻ phàm phu thì luôn luôn đắm nhiễm vào những cái nimitta của những cái tứ đại đó. Nên là tham sân si nó tăng trưởng. Và có phải suốt cả ngày tứ đại nó lường gạt trên các căn môn của chúng ta không, mà chúng ta không có nhận biết? Khi mà quý vị hiểu pháp rồi, quý vị chỉ cho sư, chỉ cho chúng tôi xem nè, đâu là vợ, đâu là chồng, đâu là nhà cửa, đâu là cái gì tốt đẹp ở thế gian này. Cả những cái gì tốt đẹp nhất cũng đã qua đi rồi, không có gì còn trở lại. Tất cả những cái gì xấu xa, sanh khởi cũng đã qua đi rồi, không có gì còn trở lại nữa cả. Hôm nay liệu có còn một đức pháp tính nào thuyết giảng ở đây nữa không? Hãy là như vậy, không thể khác hơn được. Khoảnh khắc trước mà chúng tôi nói với quý vị, nó đã ở đâu rồi? Nó đã diệt mất rồi. Nếu chúng ta không có phát triển hiểu biết trong đời sống hàng ngày về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, thì cái ruộng vườn này, sáu căn này không thể nào được tẩy sạch tham sân si. Luân hồi lại tiếp tục, lại tiếp tục, lại tiếp tục. Và có cái gì sanh lại nữa không ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm? Vậy thì chúng cứ sanh và diệt như vậy, có đáng để bám víu vào hay không? Và những cái này có đáng để chúng ta hiểu biết hay không? Hay là không đáng? Nếu mà không đáng thì chúng ta tìm cái gì để cho đáng? Vì chẳng có cái gì thêm nữa cả. Ngày mai tôi đảm bảo với quý vị rằng lại cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, sanh và khởi. Nhưng nó không phải là những cái xúc chạm, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của ngày hôm nay. Vì cái xúc chạm của khoảnh khắc trước đã do duyên và đã diệt mất. Nếu mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta có cần lo lắng cho tương lai hay không? Chúng ta có cần phải sầu khổ về quá khứ đã diệt rồi hay không? Hay là khoảnh khắc hiện tại này là khoảnh khắc quý báu nhất? Nếu như khoảnh khắc này không được hiểu biết thì nó niết bàn trong giáo pháp của Đức Phật là những người nấu cá, nguy hiểm. Chúng ta chưa biết những cái gì là thực trong đời sống thì chúng ta không thể có lòng chân thật được, không thể có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được. Chắc chắn một điều là như vậy. Và chúng ta cũng không thể biết được tham sân si nó làm hại chúng ta như thế nào.
nếu như chúng ta biết được về khoảnh khắc, chúng ta sẽ nhìn được ông chủ của mình. Và chúng ta đã nhiều đời chúng ta làm thuê cho ông chủ này một cách rất là... Ông chủ của chúng ta là gì? Ông chủ tham, luôn luôn si thì ở đằng sau. Và chúng không có ở xa đâu, ở ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm được, xúc chạm, suy nghĩ. Và nếu như chúng ta thanh lọc được ở cái chỗ này thì chúng ta mới xứng đáng là người nhận cái đồ vật dụng của Đàn Na Tính Thí Bố Thí Cúng Dường. Còn khi nào chúng ta chưa hiểu về cái này, chúng ta nhận là rất thiếu lợ và rất nguy hiểm. Nên là người nào phát triển chánh niệm về sáu căn của mình được, hiểu giáo pháp của Đức Phật, người đó xứng đáng. Nhận của bố thí cúng dường, và cái người được bố thí đó chắc chắn sẽ được quả lớn. Dù người đó là người cư sĩ, áo rách. Bởi vì người cư sĩ mà hiểu giáo pháp của Đức Phật vẫn nằm trong thánh tăng hết. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người đi dục, do vậy được quả lớn. Những ai đi trong tứ niệm xứ và đi trong tứ thánh đế, người đó nhận của bố thí, người được bố thí về những cái con người như vậy thì chắc chắn sẽ được quả lớn và phước báo phát sanh lên. Con xin ngừng ở đây, kính dâng đến cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng các bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước hành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và liễu chi được tứ thánh đế, tứ thánh đạo trong đời sống của mình. Và kính dâng phần phước báo thanh cao này đến tâm tục sinh kiếp mới của Đại Đức Pháp Tính, mong cho vị ấy tùy hỷ phước báo thanh cao này để được an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báo này con nguyện là nhân là duyên được chứng tứ thánh đế, tứ thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Với phần phước báo thanh cao này, con nguyện xây dựng ngôi tam bảo cho được tốt đẹp trong kiếp sống này đến tam bảo. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 359 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Và vậy là Thượng Tọa không có trước mái rồi. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Phổ
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nupavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya đê quả pa san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron đề tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha map cha na wa ca cha bit ca wo sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha isa ra Sapana puta sukhi tapawam tu te cha la mu cha ye pi cha na samawa sam se la cha ta tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sape pi dukha sa kha rong tu sang kha yang tha tu chi răng xá tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga na sẵn khô tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô út thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba huê ni tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.